Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Shin Dino. Và lần này, trong cái video hôm nay, mình sẽ tiến hành unbox một cái bạn rồng có khả năng phun lửa mà được điều khiển bằng một cái remote. Nó có in một cái bộ xương ở trên. Cụ thể, đó chính là bộ xương của một bạn khủng long hay một bạn rồng gì đó. Chúng ta sẽ cùng unbox để biết được ngay sau đây nha. Ok, thì mình sẽ cùng nhau tiến hành unbox cái bạn rồng này nha. Rồi, bên trong cái hộp này chúng ta sẽ thấy được một cái hướng dẫn sử dụng, có hình một cái bạn khủng long. Rồi, ở bên này sẽ có pin, dây sạc và một cái bình có thể chứa nước. Rồi, phía bên trong của chúng ta sẽ là Wow, rất ư là lớn luôn các bạn ơi, siêu to khổng lồ luôn bạn rồng này. Rồi, mình thấy cái đuôi nó đã được gỡ ra rồi nè. Đây là một cái phần đuôi của bạn rồng nha. Rồi, mình sẽ cần cắt dây ra và gỡ cái điều khiển ở phía sau của vỏ hộp nha các bạn. Rồi, xong. Đây là cái phần điều khiển. Cái remote control này nó sẽ có hai chế độ on off và mình cần phải bỏ pin vào đây. Ôi, bị kẹt rồi các bạn ơi, xíu nữa mình xử lý sau nha. Rồi, còn đây là cái vỏ hộp sẽ in hình một bạn khủng long của chúng ta. Sẽ có các nút chân nè, đuôi và các thành phần khác ở trong cái phần này. Xíu nữa mình sẽ xử lý sau nha. Rồi, tới đó là bạn rồng của mình cần phải cắt dây ra. Wow, vậy là mình đã lấy được cái bạn rồng màu đỏ khá là to lớn này ra rồi các bạn ơi. Hãy nhìn sang cái bạn rồng này có hai cái cánh rất là lớn nè. Rồi, phần đầu chúng ta có thể thấy là con mắt rất là sắc sảo nha. Và ở trong nó có một cái đường đen khá là giống với mắt của một bạn rồng thực sự. Và bạn rồng này có 4 cái sừng. Và cái sừng này cũng khá là mềm, để chúng ta có cảm giác gọi là cao su mềm đó các bạn. Nó cảm giác mình sẽ êm tay hơn và không bị đau như những bạn rồng làm bằng nhựa PVC cứng nha. Rồi, phần bạn rồng này chúng ta sẽ thấy hai phần cánh nó có thể di chuyển được một chút xíu để tạo khớp nè. Đó, tạo ra cái dáng của bạn rồng. Phần đuôi mình có thấy là một khúc như thế này, để nó có thể lắc lư và di chuyển. Bây giờ mình sẽ gắn phần đuôi vào nha các bạn. Ủa, đúng rồi, nhìn nè bạn. Rồi, xong. Vậy là bạn rồng của mình đã thành hình và được gắn thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp pin lại nè và xem các bạn rồng này sẽ hoạt động như thế nào nha. Rồi các bạn, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Mình sẽ xem lại cái phần hướng dẫn sử dụng của cái bạn rồng này. Đầu tiên ở trong này chúng ta sẽ thấy được cái phần hướng dẫn sử dụng nha. Rồi, các bạn có thể tham khảo, ở trong này có thông tin của những bạn khủng long, cách ăn, di chuyển cũng như là cách chiến đấu nè, răng và các thành phần khác nữa nha. Rồi, quyển này cũng khá là hay, mình sẽ để sang bên nha. Rồi, kế đến là cái dây sạc, đề phòng khi chúng ta sử dụng hết pin cái bạn rồng này thì mình sẽ có cái dây sạc này để gắn vào sạc nha. Rồi, kế đến là cái remote control này. Thì cái remote control này mình đã nạp hai cục pin 1.5V vào. Và đây là, đó các bạn, ok, mình sẽ đóng lại nha. Rồi, đó, đã có đèn phát sáng rồi các bạn thấy chưa. Rồi, what? Oh no. Đó. Mình lúc nãy mình đã gắn pin vào cho bạn rồng này thì bạn ấy mình quên công tắc sẵn, các bạn đã thấy được một cái thao tác khá là đơn giản đúng không. Rồi, mình sẽ để bạn rồng xa ra một chút xíu nè và tiến hành bật công tắc lại nha. Rồi, đèn đã phát sáng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái điều khiển này để điều khiển các bạn rồng mình hoạt động như thế nào. À quên nữa, chúng ta còn phải cho một tí nước vào trong đầu của bạn rồng để bạn ấy có khả năng phun ra những cái tia lửa khá là mạnh mẽ nha. Đây các bạn, đây là bình nước lúc nãy nè. Rồi, cái phần chứa nước thì chúng ta sẽ mở ra. Ốc, có chuyện nó rớt. Rồi, mình sẽ đổ nước hết vào luôn nha các bạn. Đến khi nào nó đầy thì mình không cần đổ nữa nha. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ xem bạn rồng sẽ hoạt động ra sao. Rồi, mình sẽ bật công tắc nha. What? Wow, nhìn nó kìa, những ngọn lửa màu đỏ. Bạn rồng của mình đang di chuyển rất là mạnh mẽ nha các bạn. Nó đang cho mình thấy một cái điệu nhảy. What? Oh no. Rồi, dừng. Mình sẽ bật các chế độ âm thanh khác nhau. Gầm rú nè. Rồi, âm thanh dễ thương nè. Phun lửa. What? Nhìn nó phun lửa các bạn ơi. Nè. Đó, các bạn thấy chưa, khá là xịn ha. Rồi, cái đầu nè,
mình đang điều khiển cho bạn rồng của mình đi lại cái vị trí của mình, sau đó phun lửa nha. Rồi nhìn xem, rồng ơi hãy đến đây, phun lửa. Đó các bạn thấy xịn chưa? Vậy là bạn rồng của mình có khả năng phun lửa nha các bạn. Đó, có đèn phát sáng ở miệng nè, và ở phần cổ cũng có một chút xíu gọi là đèn nhấp nháy nha. Rồi phần cánh có thể mở lên nè, gập lên gập xuống khá là xịn nha. Rồi cái phần lưng gai các bạn để ý là các bạn gai của bạn rồng cũng khá là nhiều, trải dài từ phần đầu nè cho đến phần cổ, sau đó dài tới lưng và đuôi. Cuối cùng phần đuôi sẽ có hai khúc nè, một hai khúc nha các bạn. Ôi mình thấy không, mình có thể gỡ ra được và gắn lại luôn nè các bạn, nhìn xem. Đó, thấy chưa? Rồi bạn rồng mình có thể di chuyển nè dựa theo cái cách điều khiển của mình, sau đó cho bạn ấy nhảy múa nè, phát ra âm thanh và tạo ra những cái cơn lửa phun từ miệng của bạn ấy ra. Wow, quá là xịn đúng không? Kích thước của bạn rồng này cũng tương đối là lớn nha các bạn. Và bạn rồng này theo hướng dẫn thì nó được lai giữa một con khủng long và một con rồng các bạn ơi. Tuy nhiên là mình thấy nó giống một con rồng hơn là một con khủng long ha. Rồi ok, rồi với cái điều khiển từ xa này thì mình có thể điều khiển được bạn rồng và cho bạn ấy di chuyển theo cái ý thích của mình nha. Đồng thời có thể phun lửa ra rất là mạnh mẽ. Đó, các bạn thấy nhân vật rồng này của mình như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow kênh của mình để cập nhật thêm những video mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.